bạn hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngồi vào tư thế thoải mái nhưng giữ thẳng lưng, vì cột sống chính là cuộc sống. Hai bàn chân đặt nhẹ nhàng xuống đất, hai bàn tay đặt nhẹ nhàng lên hai đùi hoặc xếp chồng lên nhau. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng bàn chân, gót chân, bắp chân và hai đùi. Thả lỏng bàn tay, cánh tay, thả lỏng hai vai, thả lỏng vùng cổ, vùng trán, thả lỏng đỉnh đầu. Hãy buông bỏ và thả lỏng tất cả. Hãy dành thời gian này cho bản thân mình, chỉ riêng bản thân mình mà thôi. Hãy đưa ý thức của bạn tập trung vào hơi hít thở tự nhiên. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Bạn không cần phải cố gắng hít thở hay thay đổi bất cứ điều gì cả. Hãy để cho hơi thở của mình diễn ra một cách tự nhiên. Hơi thở nông, tôi biết rằng hơi thở của mình nông. Hơi thở sâu, tôi biết rằng hơi thở của mình sâu. Bạn chỉ cần quan sát hơi thở của mình mà thôi. Hơi thở chính là chiếc cầu nối giữa thân và tâm bạn. Ánh sáng cuộc đời bạn xuất hiện cứ mỗi nhịp thở được lưu tâm. Khi có một ý nghĩ nào đó xuất hiện, hãy nhẹ nhàng đưa ý thức của mình về lại với hơi thở. Hơi thở chính là chiếc mỏ neo giữ bạn lại với khoảnh khắc hiện tại. Đưa ý thức của bạn lên vùng đỉnh đầu. Hãy quan sát những cảm giác tại vùng đỉnh đầu của bạn. Bạn đang cảm thấy gì ở đây? Nóng hay lạnh, hay ngứa, hay như kim châm, hay không có cảm giác nào cả? Bất kỳ đó là cảm giác gì hay không có cảm giác nào cả thì bạn cũng không cần làm gì cả. Hãy chỉ quan sát vùng đỉnh đầu của mình mà thôi. Hãy đưa ý thức của bạn xuống vùng trán. Hãy quan sát những cảm giác tại vùng trán của bạn. Bạn đang cảm thấy gì ở đây? Nóng hay lạnh, hay ngứa, hay như kim châm, hay không có cảm giác nào cả? Bất kỳ bạn thấy cảm giác gì hay không có cảm giác nào cả, bạn không cần làm gì cả. Hãy chỉ quan sát vùng trán của mình mà thôi. Hãy đưa ý thức của bạn xuống đến vùng cổ. Hãy quan sát những cảm giác tại vùng cổ của bạn. Bạn đang cảm thấy gì ở đây? Nóng hay lạnh, hay ngứa ngáy, hay như kim châm, hay không có cảm giác nào cả? Bất kỳ bạn thấy cảm giác gì hay không có cảm giác nào cả, bạn không cần làm gì cả. Hãy chỉ quan sát vùng cổ của mình mà thôi. Hãy đưa ý thức của bạn xuống với trái tim. Hãy cảm nhận con tim mình đang đập. Và hãy biết ơn vì trái tim bạn đã đập mỗi phút mỗi giây để nuôi sống cơ thể bạn. Và ở đây, hãy hỏi con tim bạn 3 câu hỏi để khám phá mục đích cuộc sống của mình. Thứ nhất, hãy hỏi trái tim bạn: tại sao tôi có mặt ở đây? Mục đích cuộc sống của tôi là gì? Hãy lắng lại và chờ đợi câu trả lời.
mỗi chúng ta sinh ra đều với một lý do nào đó. Khi thực hiện mục đích cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy dễ dàng, hòa hợp, nhiệt thành và hạnh phúc. Bạn chỉ cần lắng lại, đặt câu hỏi và lắng nghe. Bạn không cần cố gắng làm gì cả. Câu trả lời sẽ tự tìm đến với bạn. Câu trả lời có thể đến dưới bất kỳ hình thức nào. Một hình ảnh, một âm thanh, một thông điệp, một cảm giác hay một ý nghĩ. Bất cứ đó là gì, đừng ngăn chặn, đừng phán xét. Hãy cho phép nó thể hiện. Hãy tin tưởng nó. Hãy tin tưởng vào trực giác bên trong bạn. Hãy đặt cho mình câu hỏi này mỗi ngày và lắng nghe. Dù sớm hay muộn, câu trả lời sẽ tự tìm đến với bạn. Tại sao tôi có mặt ở đây? Mục đích cuộc sống của tôi là gì? Hãy hỏi trái tim bạn câu hỏi thứ hai. Tôi có những tài năng độc đáo nào? Hãy lắng lại và chờ đợi câu trả lời. Mỗi chúng ta sinh ra đều có những khả năng, kỹ năng riêng biệt mà chúng ta đã được vũ trụ ban cho để thực hiện mục đích cuộc đời của mình. Một lần nữa, bạn chỉ cần lắng lại, đặt câu hỏi và lắng nghe. Bạn không cần cố gắng làm gì cả. Câu trả lời sẽ tự tìm đến với bạn. Câu trả lời có thể đến dưới bất kỳ hình thức nào. Một hình ảnh, một âm thanh, một thông điệp, một cảm giác, một ý nghĩ. Bất cứ đó là gì, đừng ngăn chặn, đừng phán xét. Hãy cho phép nó thể hiện. Hãy tin tưởng nó. Hãy tin tưởng vào tiếng nói nhỏ bên trong bạn. Hãy đặt cho mình câu hỏi này mỗi ngày và lắng nghe. Dù sớm hay muộn, câu trả lời sẽ tự tìm đến với bạn. Tôi có những tài năng độc đáo nào? Và cuối cùng, hãy hỏi trái tim bạn, làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác một cách tốt nhất? Một lần nữa, hãy lắng lại và chờ đợi câu trả lời. Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi chúng ta vươn mình ra và phục vụ người khác. Một lần nữa, bạn chỉ cần lắng lại, đặt câu hỏi và lắng nghe. Bạn không cần cố gắng làm gì cả. Câu trả lời sẽ tự tìm đến với bạn. Câu trả lời có thể đến dưới bất kỳ hình thức nào. Hình ảnh, âm thanh, thông điệp, cảm giác hay ý nghĩ. Bất cứ đó là gì, đừng ngăn chặn. Đừng phán xét, hãy cho phép nó thể hiện. Hãy tin tưởng nó, hãy tin tưởng vào vũ trụ to lớn bên trong bạn. Hãy đặt cho mình câu hỏi này mỗi ngày và lắng nghe. Dù sớm hay muộn, câu trả lời sẽ tìm đến với bạn. Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác một cách tốt nhất? Hãy lắng lại và đặt ba câu hỏi này cho mình mỗi ngày. Tại sao tôi có mặt ở đây? Tôi có những tài năng độc đáo nào? Và làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác một cách tốt nhất? Câu trả lời sẽ tìm đến với bạn một cách tự nhiên nhất. Giờ đây, hãy đưa ý thức của bạn trở về lại với cơ thể. Ý thức bạn đang ngồi trên chiếc ghế này. Hãy tập trung trở lại vào hơi hít thở tự nhiên. Hít vào và thở ra.
Hãy cảm nhận vùng không gian xung quanh bạn. Và khi nào bạn sẵn sàng, bạn có thể mở mắt.